Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại shop Tân Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh chuyên các phụ kiện về ong nha các bác nhá. Thùng ong này. Thùng ong. Cầu ong này các bác. Cầu ong này nhá. Thùng thì có thùng gỗ gạo ván liền tấm này. Có thùng gỗ tạp, thùng gỗ mít là những miếng ván ghép này. Đủ các loại cho các bác lựa chọn nhá. Quần áo bảo hộ này các bác này. Đây. Ví dụ như cái này ấy, nó là cái áo liền mũ nhá, áo liền mũ để bảo hộ chống ong đốt nha các bác nhá. Áo liền mũ này. Đó. Đây này, áo liền mũ nhá. Rồi mũ bảo hộ nhá. Không cái mũ không thôi. Đấy, mũ này là mũ nhỏ này. Xung quanh lưới đen này, nó rất là đơn giản thôi. Có 100.000 một cái thôi các bác nhá. Đấy. Có mũ vành to hơn. Mũ vành to hơn này nhá, mũ vành to hơn thì là lưới chung quanh là màu trắng, trước mặt là màu đen. Cái này thì nó sẽ dày dặn chắc chắn hơn, nó lại đắt hơn có 10.000 thôi, 101 nha các bác nhá. Còn cái áo liền mũ này đầy đủ hết cả một cái áo liền mũ này là 108, rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đủ các phụ kiện cung cấp cho các bác về vật tư ngành ong, quần áo bảo hộ, bình xịt khói, thùng ong cầu ong nhá, thùng ong cầu ong. Đây là các bác lưu ý nhá, shop bán hàng vật tư về ngành ong, chân tầng, dao cắt xếp, nói chung có đủ hết các vật tư về ngành ong. Các bác cần gì thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại của shop nhá. Đây, cần liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp với người giao hàng. Còn trường hợp các bác là đại lý hay các bác mua nhiều mà khu vực miền Bắc, cái cự ly canh quanh quanh shop khoảng 100 cây số, 200 cây số hay 300 cây số mà mua hàng với số lượng lớn thì shop sẽ sắp xếp xe đi giao đến tận nhà cho các bác. Đây là anh em tôi đang trong quá trình đóng hàng để mai ra một chuyến hàng lên tỉnh Thái Nguyên nhá các bác nhá. Thì tiện ở đây là một cái video ngắn giới thiệu các sản phẩm mà shop cung cấp cho các bác để các bác nắm được. Thì đây là cái thùng ong này. Thùng ong này là thùng ong gỗ gạo 100%. Nó rất là nhẹ thôi. Một tay tôi cầm rất đơn giản này. Nó chừng chỉ khoảng 5 cân mấy thôi, 5 ký mấy đấy. Ván nhá. Toàn bộ là ván một tấm. Đấy, ván một tấm. Độ dày sẽ đạt phân 7 phân 8. Bào hai lớp nhá. Cái này là người ta xẻ đủ 2 phân. Xong người ta bào hai lớp đi thì còn phân 7 phân 8 nữa, thiếu 2 phân nhá. Đây mặt trong cũng bào rất là kỹ càng nha các bác, sạch sẽ. Mỗi một thùng này thì sẽ có tặng cho các bác một cái miếng ván ngăn nha, một thùng có tặng một miếng ván ngăn. Thế còn trường hợp cầu thì các bác sẽ mua thêm. Thế đây là thùng gỗ gạo này các bác này. Đây là giới thiệu với các bác cái nô thùng này là nô thùng mới, xốp đắn đặt ở một cơ sở thợ mộc nhá. Cái anh thợ mộc này là anh làm thợ mộc đóng đồ, đóng bàn ghế đấy, làm hàng rất là kỹ, chuyển sang làm hàng này rất là đơn giản rồi. Thì cái phía sau này ấy, nó là cái cửa ô thoáng bằng lưới. Cái lưới này là lưới bằng inox các bác nhé, lưới bằng inox, các bác không phải lo gì nó dỉ đâu, lưới bằng inox. Đây ô thoáng đây, và phía trước này là cửa đây. Đấy. Thùng ong gỗ gạo 100% rất là nhẹ, gỗ liền tấm. Thì cái ưu điểm gỗ gạo này các bác nắm được rồi, xốp nhẹ, mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát nhá, đảm bảo cho ong rất là tốt và nó khô, hút nước nhanh, trong thùng là không bao giờ bị đọng nước. Thế còn đối với cầu ong nhá, đây số lượng cũng rất là nhiều. Cầu ong thì cơ bản là nó sẽ có cho các bác lựa chọn, nó là hai loại, một là hàng đẹp, hai là hàng bình thường. Hàng đẹp và hàng bình thường chênh nhau ít thôi, chênh nhau có nghìn một cái thôi. Cái này là cái hàng đẹp này, thì tất cả các mặt này các bác nhé, cả thanh dưới này nữa đều là bào nhẫn nhụi hết nhé, tất cả luôn. Thế còn đối với hàng thường hơn ấy thì cái thanh dưới cùng này là thanh nhỏ này thì sẽ không bào. Thanh trên này thì chỉ bào mặt trên thôi, không bào mặt dưới thì gọi là hàng bình thường. Còn hàng kỹ càng này sẽ bào hết tất cả nhẫn nhụi như này nhá. Thì đây là anh em tôi đang đóng hàng để ngày mai đi giao nhá. Thùng quay mật này, thùng quay mật cái này là cái 6 cầu, nhưng mà ngoài ra sẽ có đủ các mẫu cho các bác lựa chọn nhá. Inox xịn, inox không nhiễm. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhá, ủng hộ shop trong thời gian qua. Vật tư ngành ong shop Tân Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang nha các bác nha.
Sau tí nữa tôi sẽ ghi một cái số điện thoại ở dưới màn hình. Các bác xem thì các bác cần thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp các số điện thoại nhé. Đây là 50 số cơ bản của shop. Rồi xin cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.